Xin chào các bạn chị em. Tôi nhìn xuống thấy hôm nay có rất là đông người, rất là nhiều người tôi không biết, nên tôi cũng nghĩ là không biết tôi. Nên cho phép tôi được giới thiệu, tôi tên là Nguyễn Huy Hoàng. Và tôi đã hầu việc Chúa tại Hội Thánh của Sư Nguyên từ tháng 6, là gần được 4 tháng. Và mục sư cho phép tôi được chia sẻ lời Chúa mỗi Chủ nhật tuần thứ nhì trong tháng. Và để bước vào phần chia sẻ của tôi muốn giới thiệu với bạn chị em vì sao tôi có cái chủ đề ngày hôm nay. Thì sau khi tôi chia sẻ lời Chúa vào tháng 8, thì tôi bắt đầu cầu nguyện trong cái sứ điệp tháng 9. Thì tôi cầu nguyện trong khoảng 10 ngày, mười mấy ngày mà tôi chưa thấy Chúa cho một cái sứ điệp nào cả. Thì tôi còn nhớ hôm đó là ngày 24 tháng 8, lúc 7 giờ sáng tôi đang lái xe chở con tôi đi học. Thì tôi cầu nguyện Chúa là Chúa ơi cho con cái sứ điệp để con chia sẻ vào tháng 9. Thì tôi nghe Chúa bảo là con phải chia sẻ trong cái ngày Pastor Appreciation Day. Thì lúc đó tôi rất là ngạc nhiên bởi vì tôi không biết cái ngày Pastor Appreciation Day là ngày nào. Và tôi cứ nghĩ là nó nằm ở cái tháng nào đó chứ không phải là những cái tháng gần. Ví dụ tháng 9 tôi biết chắc chắn không phải. Thì tôi hơi ngạc nhiên, tôi mới cầm cái phone tôi bấm lên tôi tìm coi ngày Pastor Appreciation Day của năm nay vô ngày nào. Thì tôi thấy là ngày 10 tháng 10. Thì ngày 10 tháng 10 cũng đúng là tuần thứ nhì mà tôi được chia sẻ mỗi tháng. Nhưng mà vì cái ngày này là một ngày khá đặc biệt nên tôi phải xin phép mục sư để coi mục sư có mời diễn giả nào hay không. Nên tôi text mục sư, tôi còn nhớ cái text là 7 giờ 8 phút. Tôi nói là mục sư hãy cho con xin phép được chia sẻ vào ngày Pastor Appreciation Day được không? Tôi không có nói gì về Chúa nói tôi phải giảng ngày đó cả bởi vì tôi không muốn đặt bất cứ một cái áp lực nào cho mục sư. Nên nhưng mà mục sư trả lời ngay là ok. Thế là tôi đang lái xe, tôi hỏi Chúa là Chúa ơi, vậy thì Chúa muốn con chia sẻ sứ điệp gì? Thì Chúa bảo tấm lòng người trên bày. Và tôi hỏi vậy thì cái đoạn kinh thánh nào? Thì Chúa nói là đoạn kinh thánh khi mà ông Chúa Giêsu hỏi ông Phêrô ba lần là người yêu ta chăng? Nên ngày hôm nay tôi vâng lời Chúa, tôi chia sẻ với bạn chị em sứ điệp mà tôi đặt là tấm lòng người trên bày. Mời các bạn chị em cùng tôi bước vào trong lời của Chúa. Giăng đoạn 21 từ câu 15 cho tới câu 19. Khi ăn xong, Đức Chúa Giêsu nói với Simon Phêrô rằng: Simon, con của Giăng, con yêu ta hơn những ngày này chăng? Phêrô thưa: Thưa vâng thưa Chúa, Chúa biết rằng con yêu Chúa. Đức Chúa Giêsu bảo: Hãy chăm sóc những chiên con của ta. Ngài lại hỏi ông lần thứ nhì: Simon, con của Giăng ơi, ngươi yêu ta chăng? Phêrô thưa: Vâng thưa Chúa, Chúa biết rằng con yêu Chúa. Đức Chúa Giêsu bảo: Hãy chăn chiên của ta. Ngài lại hỏi ông lần thứ ba: Simon, con của Giăng ơi, con yêu ta chăng? Phêrô buồn vì Ngài hỏi mình đến ba lần: Con yêu ta chăng? Ông thưa rằng: Thưa Chúa, con biết tất cả mọi sự. Chúa biết rằng con yêu Chúa. Đức Chúa Giêsu bảo: Hãy chăm sóc chiên ta. Thật, ta bảo thật, con, khi còn trẻ, con tự mình thắt lưng lấy, muốn đi đâu thì đi, nhưng lúc già con sẽ đưa tay ra để người khác thắt lưng cho con và dẫn con đi đến nơi mình không muốn. Ngài nói điều này để chỉ về Phêrô sẽ chết cách nào để tôn vinh Đức Chúa Trời. Sau đó Ngài bảo rằng: Hãy theo ta. Thì cái đoạn kinh thánh này trong một cái bối cảnh là ông Phêrô trước đó mấy ngày đã vừa chối Chúa ba lần. Khi mà Chúa bị bắt và lên thập tự giá thì có người hỏi rằng là ông có phải là môn đồ của Chúa Giêsu không, thì ông đã chối Chúa ba lần. Và rồi khi Chúa phục sinh sống lại thì Chúa hẹn với các môn đồ ở Galilee. Thì ông lúc này ông rất là hối hận, và nhưng mà ông cũng đến Galilee và ông đã quyết định đi đánh cá trở lại với cái nghề cũ của mình. Thì ông cùng các môn đồ khác đi đánh cá. Thì khi mà ông đánh lại cũng giống như lần đầu mà đi đánh cá chung với Chúa, ông không đánh được con nào cả. Thì Chúa đứng ở trên bờ và Chúa lại bảo là quăng lưới qua bên trái, và họ quăng lưới qua bên trái và họ được 153 con cá. Rồi thì họ kéo tàu vào bờ, thì họ ngồi ăn sáng với Chúa Giêsu. Thì sau khi ăn sáng xong thì Chúa Giêsu hỏi cái đoạn này. Thì có rất là nhiều cái điều để có thể nói được, chia sẻ trong cái đoạn này. Nhưng mà vì ngày hôm nay là ngày Pastor Appreciation Day, tôi sẽ chỉ chú trọng vào cái khía cạnh tấm lòng người trang bày trong cái đoạn này. Thì nếu mà mình đọc qua cái đoạn kinh thánh này đó, mà mình đọc một cách lướt qua, mình sẽ
thấy rằng ồ, Chúa chỉ hỏi ông Phi-rơ ba lần, ngươi yêu ta chăng? Rồi ông bảo là dạ con yêu Chúa, rồi Chúa biểu chăn chim của ta. Thì mình sẽ không thấy có một cái gì nó gọi là sâu nhiệm hơn cả. Bởi vì thật sự khi mà đọc bản tiếng Anh, cái chữ họ kêu là do you love me, cái gì cũng love hết, rồi yes, I love you. Thì tại vì trong tiếng Anh của mình, I love the movie, I love my wife, I love my kid, hay là gọi là mình love bất cứ cái gì cũng một chữ love mà thôi. Cái tiếng Việt của mình thì nó phong phú hơn, là có ví dụ như là tôi mê một bộ phim, tôi yêu vợ tôi, hay là tôi thương cha thương mẹ tôi, nó có nhiều cái chữ lắm. Rồi si tình chẳng hạn, những cái chữ đó mình có thể phân biệt ra một cách rõ ràng, hoặc là thích một cái gì đó. Nếu mà người chồng nói vợ anh thích em thì vợ không chịu đâu, phải anh yêu em mới được. Tiếng mà nó rất là rõ, nhưng mà đối với tiếng Anh cái gì cũng love love love. Nhưng mà tiếng Hy Lạp, nếu mình đọc cái đoạn này trong cái tiếng Hy Lạp đó, mình sẽ thấy rõ hơn cái nghĩa của nó, mình sẽ thấy một cái khía cạnh sâu nhiệm hơn trong cái đoạn này. Thì trong tiếng Hy Lạp thì có 8 loại cái chữ để chỉ tình yêu, nhưng mà trong tiếng Thánh thì chỉ xài 4 chữ. Cái tình yêu thứ nhất là chữ Eros. Eros này chỉ về tình yêu đôi lứa, tình yêu trai gái. Cái chữ tình yêu thứ nhì là Storge, là tình yêu gia đình, cha mẹ, với tình yêu giữa cha mẹ con cái. Và Philia là tình yêu bạn bè. Và cái thứ tư là tình yêu Agape, là tình yêu không điều kiện và tình yêu mà có thể hy sinh thân mình. Thì nếu mình biết 4 cái chữ này và mình đọc trong cái đoạn Kinh Thánh nguyên bản, thì mình sẽ thấy là hai cái đoạn đầu Chúa hỏi rằng Simon con của Giăng, con yêu ta chăng? Chúa xài cái chữ Agape. Agape có nghĩa là yêu một cách hy sinh quên mình. Và ông trả lời lại là con, Chúa biết rằng con yêu Chúa. Thì ông dùng cái chữ Philo. Philo có nghĩa là yêu như tình yêu bạn bè. Và đến lần thứ 3 thì ông hỏi lại là con yêu ta chăng? Thì cái lần này Chúa lại hạ xuống cái chữ Philo. Và ông là tình yêu bạn bè, và ông cũng giữ cái chữ Philo của ông. Thì để tôi diễn nghĩa cho quý bạn xem lại cái đoạn Kinh Thánh này, là sau khi ăn xong, Đức Giê-xu nói với Simon Phi-rơ rằng Simon con của Giăng, con có yêu ta bằng cái tình yêu mà có thể hy sinh quên mình của con được không? Thì ông Phi-rơ nói vâng thưa Chúa, Chúa biết rằng con yêu Chúa bằng một tình yêu bạn bè, tình yêu anh em. Và lần thứ nhì Chúa cũng hỏi như vậy nữa, con có yêu ta bằng cái tình yêu mà có thể hy sinh thân mình được không? Thì ông lại trả lời là con yêu Chúa bằng cái tình yêu bạn bè. Và đến lần thứ ba thì Chúa hỏi là có thật là con yêu ta bằng cái tình yêu bạn bè hay không? Thì ông trả lời là Chúa ơi, Chúa biết tất cả. Chúa biết rằng con yêu Chúa bằng tình yêu bạn bè. Thì ở đây mình nhìn thấy một cái sự có nhiều cái điều để mình có thể nhìn thấy ở đây. Thứ nhất là khi mà Chúa gặp ông, Chúa không hỏi lại là có nhớ là cách đây mười mấy ngày ngươi đã giống như là phản bội ta. Chúa không hề nhắc đến điều đó. Chúa cũng không hề hỏi ông là đòi hỏi ông phải có bằng cấp hay là cái gì, bất cứ điều gì cả. Chúa chỉ quan trọng là tấm lòng của ông đối với Chúa mà thôi. Và có một cái điều nữa là Chúa đòi hỏi cái tấm lòng đó phải là một cái tấm lòng agape, một cái tình yêu mà hy sinh. Nhưng mà ông Phi-rơ, ông biết rằng ông không có cái tình yêu đó. Bởi vì nếu ông có tình yêu đó, ông đã hy sinh cho Chúa lần đầu, ông không có chối Chúa. Nhưng mà ông nói rằng ông yêu Chúa bằng cái tình yêu bạn bè. Thì ở đây tôi nhớ đến một cái câu chuyện cũng vui vui, tôi muốn kể cho các bạn chị em. Là có một cái bà đó, bà mẹ, bà có 3 đứa con trai. Thì bà nói cái thằng con trai đầu của tôi nó rất là giỏi về sinh với lại hóa. Tôi sẽ cho nó học, hay muốn nó thành bác sĩ. Thằng thứ nhì thì nó rất là giỏi về khoa học kỹ thuật, giỏi về toán lý hóa. Tôi sẽ đầu tư cho nó để nó thành một cái người giáo sư đại học dạy về khoa học. Và có thằng con thứ ba, bà nghĩ bà nói thằng này nó không giỏi môn nào cả chứ. Khoa học cũng không giỏi, sinh đồ cũng không giỏi. Thôi được, tôi không cần đầu tư cho nó, mốt lớn lên nó làm mục sư. Thì nói điều đó để mình thấy rằng là đúng, người mục sư không cần phải là người giỏi nhất. Người mục sư không cần phải có học vị cao nhất, mặc dù mục sư của chúng ta có bằng tiến sĩ. Nhưng mà thật ra Chúa không đòi hỏi cái điều đó. Mà cái quan trọng
là Chúa đòi hỏi cái tấm lòng của người đó. Và ông Phi-rơ ông cũng biết rằng ông không có cái tình yêu đó, nhưng mà tình yêu mà gì mà ông có, ông dâng cho Chúa. Ông chỉ có cái thứ tình yêu mà anh em, nhưng mà ông dâng hết cho Chúa. Và rồi Chúa đã biến đổi cuộc đời của ông, để rồi sau này mình nhìn thấy được là ông đã chết vì Chúa. Giống như cái câu 18, 19, Chúa cho thấy là ông sẽ chết như thế nào. Và thực tế là lịch sử đã chỉ ra là ông cũng đã chết bằng đóng đinh trên thập tự giá. Nhưng mà ông nói rằng ông không có xứng đáng để chết giống như Chúa, nên người ta ông xin được đóng đinh mà chẳng ngừng xuống. Thì để mình thấy rằng ông từ một cái người không có cái thứ tình yêu đó, nhưng mà ông sẵn sàng, ông dâng những gì ông có cho Chúa, và Chúa chấp nhận điều đó. Chúa chấp nhận cái tình yêu anh em bạn bè thôi, nhưng mà rồi Chúa sẽ làm để mình thấy rằng là mình sẽ không có đủ tiêu chuẩn để làm gì cho Chúa cả, nhưng mà cần tấm lòng và Chúa sẽ làm cho mình đủ tiêu chuẩn. Ở đây mình nhìn thấy nữa là vì sao Chúa phải đòi hỏi một cái tình yêu mà vô điều kiện đến như vậy, để rồi Chúa mới nói là hãy chăn chiên của ta. Thì đây mình nhìn thấy nữa là chiên này là chiên của Chúa, tức là chúng ta là chiên của Chúa, chứ không phải chiên của người mục sư. Mà mình đã từng trong những đoạn kinh thánh mình đã biết là để chăn chiên của Chúa, Chúa đã làm những gì. Chúa đã đi kiếm những con chiên lạc trở về, bỏ 99 con ở đó đi kiếm một con chiên, và Chúa cho chiên ăn và chăm sóc chiên. Ngài dẫn tôi đến với nước đồng cỏ xanh tươi, bên nước bình thịnh, đó là Thi Thiên 23. Thì khi mà Chúa giao một cái đàn của chiên của Chúa cho một người nào đó, Chúa đòi hỏi người đó phải có một cái tình yêu giống như Chúa như vậy, thì mới có thể chăm sóc được cái đàn chiên mà giống như theo ý của Chúa. Và có nhiều người thì nghĩ rằng hồi mấy người này muốn làm mục sư là để cho người ta đi vào luồng cuối gọi là mục sư cho nó ngon lành, nó oai. Chứ còn mục sư chỉ có tới chủ nhật giảng thì có một tiếng hồ chứ có làm gì đâu mà khó khăn. Không, nhưng mà thật ra với bạn chị em ơi, người mục sư mà Chúa đòi hỏi rất là phải chịu hy sinh rất là nhiều, và không có đơn giản chút nào cả. Lời Chúa trong Gia Cơ đoạn 3 câu 1 nói rằng: thưa anh em của tôi, trong anh em không nên có nhiều người tự lập làm thầy, vì anh em biết rằng hễ là thầy, chúng ta sẽ phải chịu phán xét nghiêm khắc hơn. Không phải chỉ có các gọi là trong hội thánh mà đã coi như là đòi hỏi mục sư, nhưng mà chính Chúa cũng phán xét những cái người mà làm thầy, làm giảng một cách nghiêm khắc hơn những người khác. Thành ra những ai mà nghĩ rằng là người này đến muốn làm mục sư là tự động muốn làm, thì cái đó tôi nghĩ là mình cần phải xem lại. Bởi vì cái chức vụ mục sư không phải là một cái chức vụ mà mình có thể thi vào, hay là giỏi nhất, ai học cao nhất là được vào. Nhưng mà phải có một sự kêu gọi rõ ràng của Chúa mới dám bước vào cái chức vụ mục sư này. Bởi vì cái chức vụ mục sư đòi hỏi những cái điều rất là lớn. Và có hai cái điều mà quan trọng nhất mà Chúa đòi hỏi, đó là sự vâng lời và sự làm gương. Giống như trong Phi-rơ nhất đoạn 5 câu 2 tới câu 4, lời Chúa nói hãy chăn bày của Đức Chúa Trời đã giao phó cho anh em, không vì ép buộc nhưng do tự nguyện, không vì lợi lộc thấp hèn mà với cả nhiệt tâm, không dùng quyền uy cai trị những người được giao cho mình, nhưng làm gương tốt cho cả bầy. Rồi khi đấng Christ, đấng chăn chiên tối cao xuất hiện, anh em sẽ được lãnh mão triều thiên vinh quang không phai tàn. Chúa đòi hỏi cái người chăn chiên phải là cái người làm gương cho những người khác, phải tự đóng đinh xác thịt của mình hơn những người khác nữa, để làm gương cho những cái đàn chiên của mình. Và trong Công Vụ 20 câu 28 viết rằng anh em hãy giữ chính mình và luôn cả bầy chiên mà Đức Thánh Linh đã lập anh em làm kẻ coi sóc, để chăn dắt hội thánh của Đức Chúa Trời mà Ngài đã mua bằng chính huyết của Ngài. Ở đây mình nhìn thấy rõ ràng là Chúa nói rằng là chăn dắt hội thánh của Đức Chúa Trời mà Đức Chúa Trời đã lập cho cái người mục sư đó, chứ không phải là tự động mình đề bạt mình lên và mình đứng ra mình làm. Nếu mà không có sự kêu gọi sẽ đi không có lâu dài được, sẽ được vài tháng rồi cũng dẹp luôn. Điều thứ nhì nữa, Chúa đòi hỏi là phải hy sinh mạng sống của mình cho chiên, giống như chính Chúa đã làm trong Giăng
đoạn 10 từ câu 11 tới câu 15, lời Chúa viết: ta là người chăn chiên nhân lành, người chăn nhân lành vì bầy chiên hy sinh mạng sống của mình. Kẻ chăn thuê không phải là người chăn, chiên không thuộc về nó, nên khi thấy muôn sói đến, nó bỏ chiên chạy trốn. Muôn sói vồ lấy chiên và làm cho tan lạc. Vì là kẻ chăn thuê nên nó không quan tâm gì đến chiên. Ta là người chăn chiên nhân lành, ta biết chiên ta và chiên ta biết ta, cũng như cha biết ta và ta biết cha vậy. Ta vì bầy chiên mà hy sinh mạng sống của mình. Thế là điều thứ nhì mà Chúa đòi hỏi là người mục sư đó phải dám hy sinh thân mình cho cái đàn chiên của mình. Giống như ông David khi mà ông nói là ông chăn chiên cho cha của ông ấy, là khi mà sư tử đến hay gấu đến thì ông sẵn sàng ông đánh với nó để mà ông chống, ông bảo vệ chiên của mình. Nếu mà người mục sư mà không phải được sự kêu gọi của Chúa thì người đó nếu mà gặp những cái khó khăn họ sẽ bỏ chạy và để chiên muốn ra sao thì sao. Nhưng mà người mục sư mà được sự kêu gọi của Chúa thì cho dù có chết họ cũng phải vẫn ở lại với đàn chiên của họ. Và đó là một cái tâm tình rất là đáng quý của những người làm mục sư. Và tôi có thấy là có những cái thống kê mà tôi tìm thấy được là người mục sư khi mà đứng ra làm mục sư họ phải hy sinh rất là nhiều. Họ hy sinh trong nhiều lĩnh vực. Chẳng hạn như là họ hy sinh về thời gian. Thì cái thống kê mới nhất mà tôi tìm thấy được nói rằng 72% mục sư cho biết họ làm việc từ 55 tới 75 giờ mỗi tuần. 52% mục sư cảm thấy làm việc làm quá sức và không thể đáp ứng được những kỳ vọng không thực tế của hội thánh. 84% mục sư cảm thấy họ bị gọi phone 24 giờ trên 7 ngày. Và 78% mục sư cho biết kỳ nghỉ và thời gian cá nhân của họ bị gián đoạn vì công việc hoặc kỳ vọng của hội thánh. 65% mục sư cảm thấy họ đã không đủ thời gian đi nghỉ với gia đình trong 5 năm qua. Tôi chưa phải là mục sư, nhưng mà tôi có một cái được cũng gần gũi với nhiều mục sư và tôi được nói chuyện nên tôi cũng biết được cái tâm tình của họ. Và cái người mục sư, cái sự hy sinh thời gian của họ bắt đầu từ cái lúc mà họ đi học đó, chứ không phải là từ lúc ra nhận nhiệm sở. Họ đi học, họ phải qua những cái trường kinh thánh học rất là cực. Và cái thời gian mọi người được đi chơi thì họ phải nhà học và để mà thật là ngồi dưới chân Chúa để mà học, để mà biết được, để cho chiên ăn, thật sự biết để làm cách nào để dẫn chiên đến đường đồng cỏ xanh tươi bên nước bình tĩnh. Chứ nếu không thì mình chỉ nghe lại những gì người ta giảng rồi mình giảng lại thì là cho chiên ăn cỏ khô không. Đến một thời gian chiên cũng ốm yếu. Thì và khi mà họ nhận nhiệm sở thì mình nhìn thấy rằng mục sư sau giảng có một tuần có một ngày chủ nhật à, còn lại 6 ngày kia thì ổng khỏe quá. Nhưng mà thật ra cái công việc của mục sư nếu mà anh chị em biết rất là nặng nề. Bởi vì ngoài việc soạn bài, ngoài việc ngồi cầu nguyện với Chúa, cầu nguyện cho dân sự, cầu nguyện cho hướng đi, cho bài giảng, mục sư còn giải quyết rất là nhiều vấn đề trong hội thánh. Từ dạy dỗ những cái chiều dạy kinh thánh, hoặc là cầu nguyện cho những người có đau yếu bệnh tật, hay là giải quyết những nan đề trong gia đình của họ. Thì công việc của mục sư rất là bận. Và người mục sư thường thường họ ít có ngày nghỉ lắm, mà họ cố gắng dành ra được ngày thứ hai để nghỉ. Nhưng mà có nhiều khi cũng bị gọi và kêu nhờ đi làm điều này điều kia. Thì giống như có những mục sư họ kể chuyện, họ nói là họ dành một ngày thứ hai để họ nghỉ sau ngày chủ nhật làm bận biểu. Thì cũng có một bà gọi hoài bà không được, sau bà tới bà bực mình, bà nói mục sư tại sao là ma quỷ nó đâu có nghỉ đâu, nó làm 24/24 mà sao mục sư làm nghỉ ngày thứ hai. Thì ổng mới cười ổng nói vậy thì bộ bà muốn tôi làm ma quỷ luôn hả. Thì mình thấy có nhiều khi mình đòi hỏi mục sư làm quá sức của họ và không có ngày nghỉ, nhưng mà mục sư cũng là con người giống chúng ta, họ cũng chỉ có 24 giờ, họ cũng có vợ có con và có tất cả những cái gì mà những cái khó khăn trong đời sống mình gặp họ cũng gặp. Nhưng mà thay vì thời gian đó họ dành cho con vợ con, họ phải dành cho rất là nhiều người trong hội thánh nữa. Thành ra đó là một cái sự hy sinh rất là lớn. Thì lúc nào có 24 giờ Chúa có cho thêm 48 giờ đâu. Nhưng mà thành ra họ vẫn phải chia cái thời gian đó ra. Và khi mà họ dành cho hội thánh thì họ lấy đi cái thời gian đó của vợ với con của mình. Thì đó là một cái sự hy sinh trong gia đình của họ. Và cái thống kê thứ nhì đó là sự hy sinh về tài chính. 57% mục sư tin rằng họ không nhận được mức lương đủ sống.
và 53% mục sư lo lắng về sự an toàn tài chính trong gia đình của họ. Và thật vậy, cái mục lương của mục sư, tôi biết cho dù những hội thánh nó có trả lương cũng trả không có được như bên ngoài họ đi làm đâu. Và hội thánh Việt Nam mình hầu hết là cũng nhiều khi không có trả lương mà là trả tượng trưng mà thôi. Thì người mục sư đó, họ khi mà họ được sự kêu gọi, họ yêu mến Chúa và họ muốn trang bày, thì họ chấp nhận họ làm trong một cái điều kiện là lương thấp hay là không có, hay là lương tượng trưng, thì gia đình của họ cũng phải chịu hy sinh mà chứ. Tôi biết một mục sư, thì ngày trước ông làm kỹ sư, ông cũng làm manager cho một cái hãng, lương rất là tốt. Rồi Chúa kêu gọi ông thì ông bỏ hết để ông đi làm mục sư toàn phần. Thì những đứa con của ông nó đang học trường tư private school. Thì khi mà ông nghĩ như vậy, ông phải đem nó về trường công, tại vì ông không đủ tiền trả cho nó nữa. Thì một ngày và nó đi camping chơi với ông, thì nó hỏi: bố ơi, tại sao hồi trước nhà mình đi chơi đi toàn hotel, đi máy bay không à, mà sao bây giờ mình toàn là lái xe với lại đi gần gần mà toàn là camping không à? Ông nói ông không biết phải nói với con như thế nào, nhưng mà thật sự đó là một cái hy sinh mà họ, gia đình họ phải chịu. Họ đâu có nhất thiết phải làm điều đó, nhưng mà họ sẵn sàng họ làm điều đó chỉ vì yêu Chúa mà thôi, là yêu là chiên của mình mà thôi. Và một cái nặng nề hơn nữa, đó là một sự hy sinh trong cách sống của họ. Bởi vì thống kê cho thấy rằng 66% thành viên hội thánh mong muốn một mục sư và gia đình sống với tiêu chuẩn đạo đức cao hơn họ. Điều này cũng dễ hiểu thôi, mà chị em phải làm gương. Và 65% mục sư cảm thấy gia đình họ sống trong một ngôi nhà kín và lo sợ họ không đủ tốt để đáp ứng kỳ vọng. Và 80% tin rằng mục vụ đã ảnh hưởng tiêu cực đến gia đình của họ. Nhiều con cái của mục sư không còn đến nhà thờ nữa vì những gì hội thánh đã đối xử với cha mẹ của họ. 80% mục sư và 84% vợ chồng của họ cảm thấy họ không đủ tiêu chuẩn và chán nản với vai trò mục sư ít nhất một lần hoặc nhiều lần trong chức vụ của họ. Thì ở đây, khi mà người mục sư làm hầu việc Chúa thì không phải chỉ có một mình mục sư đó hy sinh mà thôi, mà chính con cái của họ phải hy sinh rất là nhiều của mình chứ. Tôi nhìn thấy một hội thánh nào nếu mà đã tồn tại được qua một thời gian 5-7 năm, chắc chắn người vợ đã phải hy sinh rất là nhiều mà hội thánh mới đứng vững được như vậy. Nếu người vợ không hy sinh thì một là gia đình mục sư bể, hai là hội thánh bể, hoặc là cả hai bể, chứ không có thể nào mà vừa giữ được gia đình vừa giữ hội thánh. Và con của họ nữa, nhiều khi cái sự kêu gọi là đến từ người cha, thì cha nhiều lúc mệt mỏi thì còn biết rằng có sự kêu gọi, nhưng mà đứa con nó đâu có sự kêu gọi đâu, nhưng mà nó cũng phải hy sinh giống cha nó. Mà người Việt chúng ta thì hay có một cái là hay xét nét và cũng hay đoán xét gia đình của mục sư. Bởi vậy thực sự chắc Mỹ cũng có, nên họ mới nói là họ sống giống như 65% sống như trong ngôi nhà kính. Nhà kính tức là họ làm gì người ta cũng nhìn thấy, giống như không có tường để che lại, thấy nhìn thấu thuyền xuyên suốt đó. Thì bất cứ một cái gì vợ mục sư mà đi tới bận bộ đồ hở chút xíu, bận váy ngắn chút, nói vợ mục sư sao bận đồ kỳ. Hay là con của mục sư cũng vậy, bận đồ mà hở chút đi chơi hay là đi vô đàn đứng tattoo đồ xăm mình, cái con mục sư sao kỳ. Thì thành ra đó, những cái đứa con mục sư nó cũng chịu một áp lực rất là lớn mà có khi chúng ta không để ý được. Và chính vì vậy mà cái thống kê mới thấy rằng có nhiều con cái mục sư không đến nhà thờ này. Và có nhiều khi những đứa con này nó cố tình nó rebel nữa. Nó rebel, nó chống lại những cái gì mà áp đặt trên nó. Và đó vậy là mình thấy có nhiều người mục sư, con họ là giống như mục sư Billy Graham nổi tiếng như vậy. Nhưng mà con của ông có một giai đoạn nó cũng đi bị nghiện thuốc, bị nghiện drug. Thì hoặc là ông Ron Carpenter của nhà thờ Thánh Redemption cũng vậy, con của ông cũng đã có một thời gian bị nghiện drug. Mặc dù họ là những người mục sư rất nổi tiếng, nhưng mà để cho mình thấy được rằng mục sư cũng trải qua những cái khó khăn giống như tất cả chúng ta thôi. Và cái những sự hy sinh khác nữa mà thống kê cho thấy đó là 54% mục sư nhận thấy vai trò của mục sư là quá nặng nề. 70% mục sư không có người mà họ gọi là bạn thân. Chỉ có 1/10 mục sư thực sự làm tới khi nghỉ hưu. Và cái nghề mục sư ở gần cuối bảng khảo sát của những nghề được kính trọng nhất chỉ trên cái nghề người bán xe hơi mà thôi. Và nhiều hệ phái đang báo động về cuộc khủng hoảng, cuộc giảng trống
họ không thiếu những người ra trường thành học, nhưng họ thiếu những người bước chân vào chức vụ trang bày. Thật vậy, cái mục sư nếu mà gọi là cái nghề thì nó không đúng, nhưng mà họ vì họ thống kê thì họ gọi là một cái nghề, nhưng mà họ thấy rằng cái nghề đó hầu như không ai muốn vào làm cả. Và bằng chứng là có những người học thần học ra thì họ có thể là họ phụ mục sư, hay là họ làm một cái gì đó, họ tổ chức nhóm tại nhà, nhưng mà họ không bao giờ đứng, họ không muốn đứng ra làm một cái chức vụ người trang bày. Đó mình cho thấy là ngay cả Mỹ chứ không phải chỉ về Việt Nam, còn Việt Nam mình còn thiếu trầm trọng hơn nữa. Và một cái thống kê là cứ mỗi năm là có 5.000 hội thánh mới được tạo ra, nhưng có 7.000 hội thánh đóng cửa. Tức là mỗi một năm mình mất đi 2.000 hội thánh. Và hội thánh Mỹ và hội thánh Việt Nam đều thiếu mục sư, bởi vì cái chức vụ mục sư đòi hỏi người ta hy sinh quá lớn, và có rất là nhiều người họ không có thể làm cái điều hy sinh cái điều đó được. Thì ở đây nghe xong cái thống kê này, quý bạn chị em còn nghĩ rằng một cái mục sư là một cái nghề mà người ta vào chỉ để mà được người khác tôn trọng mình gọi mục sư đi đâu, mục sư, hay là thực sự đó một sự kêu gọi. Bởi vì tôi biết có một người mục sư đàn anh của tôi, ông là một người phó giám đốc của một cái nhà băng, nhưng mà ông đang làm rất là nhiều tiền mà chú kêu gọi ông đã bỏ hết để ông đi làm full time mà không có nhận tiền. Quý bạn chị em ơi, nếu đó không phải là tình yêu với Chúa thì tôi không biết là điều gì để mà có thể ông có thể làm điều đó. Những người ngoài họ nhìn vào họ nói ông này đúng là ông khờ, làm đấy như là đem ăn cơm nhà vác cà vôi. Nhưng mà thật ra chỉ có những người nào cảm nhận được sự kêu gọi của Chúa thì mới có thể làm những cái điều mà ghê gớm đến như vậy. Và cũng nhờ có những cái ngày như là ngày tri ân mục sư như thế này mà có những thống kê, có những sự thay đổi tích cực. Chẳng hạn như là 73% các nhà thờ đang đối xử và đãi ngộ tốt hơn đối với những mục sư của họ. Và 77% của những mục sư trẻ mà thế hệ mà sinh từ năm 78 tới 90 thì dành trên 20 giờ trở lên cho gia đình của mình. Và 90% mục sư đang làm cảm thấy rằng họ được kêu gọi ở cái nơi mà Đức Chúa Trời đã gọi họ. Đó là những cái điều mà thống kê mới nhất họ tìm thấy được là cũng khá là khích lệ. Nhưng để trở lại với cái hội thánh của chúng ta, mình có thể làm được gì để mà mình tôn trọng tri ân người mục sư của mình? Thì điều thứ nhất là mình phải kính trọng họ. Mình sống ở đây, mình đang sống một cái xã hội là càng ngày người ta càng không nói tới sự kính trọng. Mình có những người mình chỉ muốn kính trọng Chúa thôi, chẳng muốn kính trọng ai khác hết trơn. Nhưng mà thật ra Kinh Thánh có tới 147 lần nhắc tới chữ kính trọng, honor. Và có 10 đối tượng mà Chúa bảo là mình phải nên kính trọng. Trong đó có Chúa, có cha mẹ, có vợ, có những người cầm quyền, có con cái của mình, và có những người lãnh đạo hội thánh. Và trong Timothée nhất đoạn 5 từ câu 17 tới 20, lời Chúa viết: các trưởng lão khéo lãnh đạo hội thánh thì càng phải được kính trọng nhiều hơn, nhất là những người chịu khó nhọc trong việc truyền đạo và dạy dỗ. Vì Kinh Thánh dạy: chớ hớp miệng con bò đang đập lúa, và người làm công đáng được nhận tiền công. Đừng chấp nhận lời tố cáo chống lại một trưởng lão nếu không có hai hoặc ba nhân chứng. Hãy công khai khiển trách những kẻ cứ tiếp tục phạm tội để những người khác phải sợ. Và trong Thê-sa-lô-ni-ca nhất đoạn 5 từ câu 12 tới câu 13, lời Chúa viết rằng: thưa anh em, chúng tôi xin anh em hãy kính trọng những người đang làm việc vất vả giữa anh em, là những người mà vì Chúa mà hướng dẫn và khuyên bảo anh em. Hãy lấy lòng yêu thương và tôn trọng họ vì công việc họ làm. Đó là mình thấy là Chúa kêu gọi là con cái Chúa phải kính trọng mục sư và lấy lòng và yêu thương và tôn kính họ. Ở đây mình đang nói về những mục sư thực sự hết lòng vì Chúa. Mình không nói những mục sư lạm dụng quyền để mà gọi là lợi dụng chiên của mình hay là những điều gì khác. Cái điều đó Chúa sẽ làm việc với người mục sư đó. Ở đây tôi chỉ muốn nói về những mục sư thực sự dâng hiến cuộc đời của mình cho Chúa, là những người mình phải kính trọng theo đúng lời của Chúa. Và có nhiều cách để mình kính trọng. Chẳng hạn như là nếu mục sư đó dành ra ngày thứ hai để ông nghỉ thì mình kính trọng, và ngày thứ hai nếu mà không có điều gì quan trọng mình đừng gọi ông.
Và có những người gọi mục sư làm rất nhiều chuyện, tôi thấy rất là tầm phào. Chẳng hạn như là, ồ, gia đình con nó mới xuống máy bay nhờ mục sư đi đón giùm. Hoặc là làm những cái chuyện gọi là nhà con bể ống nước, mục sư tới sửa ống nước giùm. Bể ống nước thì gọi thợ sửa ống nước, gần đón xe thì gọi Uber chứ sẽ gọi mục sư chứ. Nhưng mà nếu mà thực sự gia đình mình có những cái sự đổ vỡ về vợ chồng gây gỗ, hôn nhân hay là con cái bị điều gì đó, tôi chắc chắn rằng cho dù gọi nửa đêm mục sư vẫn sẵn sàng. Còn nếu mà mình thấy rằng những điều đó không có liên quan gì đến thuộc linh, công việc của mục sư, thì nên dành thời gian để cho mục sư, để nhờ mục sư có thể chuẩn bị một bài giảng hơn. Bởi vì quý bà cho em thử nghĩ, nếu một ngày mình đến hội thánh mà người mục sư đó không có một sự dâng thánh cầu nguyện ở trong Chúa, thì ngày hôm đó bài giảng đó với mà chị em sẽ thấy là nó thiếu đi một sự sức giàu của Chúa. Mà cái thời gian đó phải là thời gian mà mục sư ngồi dưới chân của Chúa mới nhận được sự sức giàu. Đó là điều rất quan trọng. Nên nếu mình dành được để cho mục sư có thời gian cho vợ con của mình, hay là chỉ dành thời gian để cầu nguyện với Chúa, mình nên làm điều đó. Và một cái điều nữa để mình tôn trọng mục sư, thì tôi thấy có một cái điều là nếu trong những hội thánh ân tứ đó, thì có nhiều khi có những tín đồ nghĩ rằng mà mình được Chúa mặc khải điều này điều kia, thì tới mục sư ơi, Chúa bảo em là mục sư phải làm cái này phải làm cái kia này. Thì người mục sư nhiều khi không làm theo ý mình thì mình lại nói ồ, mục sư này là không có thánh linh nè, rồi đủ thứ hết trơn, là cũng không được Chúa hướng dẫn, thế là rồi giận dỗi bỏ hội thánh đi, rồi đủ thứ hết rồi đi, còn nói xấu mục sư này nọ nữa. Nhưng mà quý mấy anh chị em ơi, phải nên nghĩ rằng người mục sư là người được Chúa giao để trưng bày. Nếu mà Chúa muốn hội thánh làm một cái điều gì đó, đi một cái hướng nào đó, thì chắc chắn Chúa sẽ bày tỏ cho người mục sư đó. Có thể Chúa bày tỏ cho quý vị trước để quý vị nói mục sư, nhưng vẫn Chúa vẫn phải bày tỏ qua người mục sư, và đến khi đó thì mục sư mới có thể làm được. Chứ còn nếu mà tưởng tượng có cả trăm cả ngàn gọi là những cái người trong hội thánh, người nào cũng đến nói mục sư đi đường này đường kia, thì tôi nghĩ mục sư mà nghe hết thì không biết là đi đường nào luôn. Nên thành ra mình cũng phải hiểu và thông cảm cho người mục sư của mình. Và cái điều thứ nhì mình có thể làm là hãy vâng lời và thuận phục người mục sư của mình. Ở đây nữa lại vâng lời và thuận phục đối với cái xã hội Mỹ này là một cái điều dường như là mình khó làm lắm. Bởi vì con người xã hội mình dạy cho mình là mình là nhất, cái gì mình cũng nhất hết. Chỉ có mình thuận phục Chúa với mình thôi, chứ không thuận phục ai trên. Nhưng mà lời của Chúa thì rất là rõ ràng. Lời của Chúa ở trong Hebrew đoạn 13 câu 17 viết rằng hãy vâng lời những người lãnh đạo anh em và thuận phục họ. Bởi họ cắn giữ linh hồn của anh em như những người sẽ phải khai trình, giúp họ vui vẻ làm xong nhiệm vụ mà không phàn nàn, vì điều đó không có ích lợi gì cho anh em cả. Ở đây vâng phục này không có nghĩa là mình vâng phục một cách mù quáng, mục sư nói gì mình cũng nghe, nhưng mà mình cần đối chiếu lại với Kinh Thánh. Nếu những gì ngược với Kinh Thánh thì mình có thể hỏi mục sư để cho mục sư giải thích như thế nào. Nếu mình biết rằng những điều đó đúng trong Kinh Thánh, thì cho dù mình không đồng ý thì lời Chúa nói rằng mình vẫn phải vâng phục. Bởi vì người mục sư được giao cho cái nhiệm vụ trang bày, thì mình là cái người đã gọi là trong hội thánh đó, thì mình vâng phục người mục sư nếu điều đó không có ngược với lời Kinh Thánh. Và khi mà mình vâng phục mục sư thì những cái gì mục sư nói có khi mình không đồng ý, mình cũng vẫn làm theo. Thì nếu mà có ai lầm bầm thì mình cũng khuyên họ là nên vâng phục người mục sư của mình. Và nếu mà những ai chưa hầu việc Chúa thì cũng tham gia vào cùng giúp mục sư để mà một tay để mà cùng hầu việc Chúa. Đó cũng là một cách mà mình vâng phục mục sư. Và mình đừng có làm cho mục sư buồn là bằng cách là đi nói xấu, đem chuyện của hội thánh đi nói xấu mục sư qua những người khác để là bêu rếu mục sư. Bởi vì khi mình làm như vậy, mình làm buồn lòng mục sư, thì lúc mà mục sư là cái người phải cầu nguyện cho những người khác, thì lúc mà tấm lòng con cầu nguyện mà trong lòng ông buồn, ông cũng sẽ khó cầu nguyện được một cách gọi là tuôn chảy với lại Chúa Đức Thánh Linh, thì mình sẽ thành một trong những người mà phải lãnh cái hậu quả đó. Và cái mà trên những cái sự mà chia rẽ mà nói xấu mục sư, nó không đến từ Chúa mà cũng không đến từ chúng ta, mà nó đến từ ma quỷ mà thôi. Đừng có để thành một cái công cụ của ma quỷ mà đi chế chấp mục sư của mình, bêu rếu mục sư của mình. Đó là điều
tôi rất là mong chúng ta, cả chính tôi cũng phải luôn nhắc nhớ mình những điều đó. Và cái điều thứ ba mà mục sư rất là cần, đó là mục sư rất là cần sự cầu thay của chúng ta. Không phải là mục sư là cái người cầu nguyện cho chúng ta, là mục sư không cần chúng ta cầu nguyện đâu quý mạng chen. Bởi vì khi mà đứng vào ở vai trò mục sư, trong Sacheri đoạn 13 câu 7, lời Chúa nói rằng hãy đánh kẻ chăn chiên thì bầy chiên sẽ tan tác. Và đó là điều ma quỷ nó sẽ làm. Bởi vì khi là một người mục sư chăn bầy là cái người đứng cao nhất, và nó sẽ đánh vào đó. Khi nó đánh người mục sư, mà mục sư rớt thì chiên cũng sẽ rớt theo. Và thực tế là có rất là nhiều người mục sư đã phạm những cái lỗi này lỗi kia, và con cái Chúa họ cũng mất đức tin luôn. Và mục sư cũng là một trong những người giống như chúng ta. Tôi đã từng nói, nếu mà người mục sư không bám vào với Chúa thì mục sư cũng chỉ là một con cừu mà thôi, cũng giống như chúng ta, một con cừu, và cũng đi vào một cái chỗ mà không được hướng dẫn. Thì mục sư đó luôn luôn phải bám chặt với Chúa thì mới nhận được sự hướng dẫn của Chúa, và mới nhận được tình yêu của Ngài để mà truyền cho dân sự, cũng như là dắt dân sự đi. Thành ra người mục sư lúc nào cũng sẽ bị ma quỷ tấn công vào, và không chỉ có người mục sư mà cả vợ con của họ nữa. Khi mà đánh vào con của họ, mà con của họ thí dụ như nghiện ma túy hay điều gì đó, là mục sư đó cũng sẽ bị người ta nói, ồ, mục sư mà con đi nghiện ma túy. Hoặc là vợ mục sư cũng vậy, đánh vào một điều gì đó mà người đó ngã, chưa nói tới mục sư ngã cũng đã bị nói rồi. Và nếu người mục sư đó mà còn ngã nữa thì dân sự của Chúa tản lạc hết. Thành ra họ rất là cần sự cầu thay của chúng ta. Và lời Chúa trong Hebrew đoạn 13 câu 18 biết rằng hãy cầu nguyện cho chúng tôi, vì chúng tôi biết chắc mình có lương tâm tốt, muốn ăn ở trọn lành trong mọi sự. Và trong Ephesos đoạn 6 câu 19 biết rằng cũng xin cầu nguyện cho tôi, để khi tôi mở miệng, Chúa cho tôi sứ điệp và tôi giảng dĩ công bố sự nhiệm màu của tin lành. Thành ra mình rất là cần cầu nguyện cho mục sư để mà bao phủ thuộc linh cho mục sư. Hãy tưởng tượng là mỗi khi chúng ta cầu nguyện cho mục sư là chúng ta tắt thêm vào áo giáp của mục sư một lớp nữa để mà có sự bảo vệ. Mà mỗi khi chúng ta đi nói xấu mục sư của mình, đó là mình làm cái tên lửa bắn vào người mục sư của mình. Thì chúng ta phải nên nhớ rằng mình nên là áo giáp cho mục sư, chứ đừng làm tên lửa để bắn mục sư của mình, các bạn chị em. Và để mình thấy rằng cái chức vụ của mục sư là một chức vụ được chọn, được Chúa bổ nhiệm, không phải là do có học vị hay là phải thi vào, nhưng được Chúa bổ nhiệm. Và Chúa đòi hỏi người mục sư đó phải có một cái tình yêu hy sinh quên mình và vâng lời Chúa hoàn toàn, để lúc nào cũng ngồi dưới bệ chân Chúa để nhận những cái sự hướng dẫn của Chúa, để dẫn dắt dân sự đi, và sẵn sàng bảo vệ dân sự của mình. Có khi là phải hy sinh những cái gì quý giá nhất của mình, thời gian, tiền bạc hay là cả mạng sống của mình cho dân sự của Ngài. Và đó là một điều vô cùng đáng quý để mà chúng ta cần phải kính trọng người mục sư của mình. Và chúng ta có thể làm bằng cách chúng ta cầu nguyện cho người mục sư của mình được gần gũi Chúa, để mà có biết để hướng dẫn dân sự như thế nào. Cầu nguyện cho vợ con và cả chính mục sư có một đời sống được thánh khiết, để mà làm một tấm gương cho những con cái của Chúa cũng đi theo. Và cầu nguyện cho người mục sư có một cái tầm nhìn mà có thể phát triển hội thánh của mình một cách tốt đẹp. Và đó là phần chia sẻ của tôi ngày hôm nay. Và để mà chúng ta thực hành những gì mà chúng ta nói, thì tôi đề nghị chúng ta phải cùng đặt tay để cầu nguyện cho mục sư và gia đình của mục sư. Thì bây giờ này con mời mục sư cũng như bà mục sư và em Esther nếu có đây, xin mời lên để chúng ta cùng đặt tay cầu nguyện. Và tôi mời thầy Ân Điển cũng như là chị Tâm và chị Thúy cùng lên đây để chúng ta cùng đặt tay cầu nguyện cho mục sư. Đây là một cái điều rất là quan trọng mà như tôi đã từng chia sẻ, bởi vì họ rất là cần được sự bảo vệ của Chúa